Hôm nay thì bên đồ gỗ Tiến Thành sẽ tiếp tục series đến thăm nhà khách, và hôm nay thì sẽ đến nhà một vị khách rất đặc biệt và cũng đã ủng hộ cơ sở em rất là nhiều rồi. Và xin mời anh em vào nhà. Em chào anh Trung. Xin chào. Dạ vâng, hôm nay thì em có thời gian thì lại qua thăm anh Trung. Và hôm nay thì sẽ giới thiệu với lại anh em mê gỗ trong nhóm cùng ngắm không gian nhà anh Trung, vì rất là nhiều anh em cũng muốn em review okay. Review kỹ nhà anh Trung. Dạ vâng, thì đây là không gian chính này. Đây, không gian chính anh em ạ. Đấy, thì anh Trung thì anh ý ở chung cư thôi. Cái phòng khách này là khoảng bao nhiêu mét vuông anh Trung nhỉ? Chắc là khoảng 30 mét vuông. 30 mét vuông ạ. Nhưng mà đấy, anh em mình cùng ngắm ạ. Anh Trung sắp xếp tượng rất là ngăn nắp, và anh em thấy không ạ, trông giống như kiểu là một showroom đồ gỗ mà pho nào cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Mình mua nhiều tượng quá thì mình mới bắt đầu nghĩ đến là sắp xếp này, hay là mình đã sắp xếp trong đầu mình từ trước anh? Thực ra thì lúc xem live thì bản thân trong đầu mình đã định hình là cái pho này mình sẽ định để ở đâu. Dạ vâng. Đấy, cũng như là anh luôn trước cái thời gian là anh trước mặt anh phải có cả những cái bản vẽ. Đã cái hồng này là kích thước bao nhiêu, cái hồng này là kích thước bao nhiêu. Để mình nhà mình có những bức nào mà nó to quá, có những bức rất là thích nhưng mà nó không để được. Mình cũng phải thôi. Đấy, đây là cái hạn chế của chung cư là như thế. Thế nhưng mà thực ra là nó chính bởi vì chung cư không gian nó cho hẹp nên bắt buộc là mình phải sắp xếp nó theo chiều đứng. Còn thấy một số anh em là sắp xếp để giải ra. Đấy thì về mặt quan sát thì có những cái hay riêng. Đấy, nhưng mà đòi hỏi diện tích phải lớn. Đấy, thì chung cư thì bắt buộc là anh cũng có cách nào khác. Đấy, nên là cũng chỉ ở mức độ như thế này thôi. Đây cũng là một trong những ý tưởng để những anh em mà mê gỗ nhiều quá mà cái không gian nhà mình ở chung cư ấy thì mình có thể sắp xếp theo lối giống như anh Trung đây. Anh Trung anh sắp xếp thì ấy, em cảm giác như là tất cả mọi thứ là rất là gọn gàng, rất là ngăn nắp, và pho nào cũng hợp lý hết, không có pho nào là không hợp lý. Thì hôm nay thì em cũng đến chơi với anh Trung thì cũng có món quà nhỏ do em chuẩn bị. Thì ở đây thì có chiếc vòng tay gỗ vương mộc tử đàm, thì chúc anh đeo chiếc vòng tay này sẽ gặp được nhiều may mắn. Dạ vâng, cảm ơn anh em sưởng tượng gỗ. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Chúc anh em là ngày càng phát triển. Dạ. Đặc biệt là sẽ có những tác phẩm để đời để anh em sưu tầm, anh em có thể ngồi với nhau khoe là đến bức này của chú Thành. Dạ. Bức này của sưởng tượng gỗ. Dạ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, em cảm ơn ạ.